Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Tiến, ngày tháng năm sinh, 21 tháng 5 năm 1966, giới tính Nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nơi ở hiện nay, phòng 2114, chung cư 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ, cử nhân luật học, học vị, học hàm, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, cử nhân luật, tiếng Nga, tiếng Anh D, tiếng Pháp D. Nghề nghiệp hiện nay, đại biểu Quốc hội, phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội khóa 14, nơi công tác, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội khóa 14, ngày vào đảng 16 tháng 12 năm 1996, là đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 13, khóa 14. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, không. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ. Tôi rất vui mừng và vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu về Tây Ninh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm hai nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội chuyên trách, tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Nếu được bầu, tôi sẽ tập trung vào những vấn đề mà tôi cho rằng rất là cần thiết cho đất nước ta trong thời gian tới. Đặc biệt là vấn đề uh, lập pháp và giám sát liên quan đến đối ngoại, kinh tế đối ngoại và người Việt Nam, đề vị người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, hình ảnh người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Đối với uh, Tây Ninh, tôi xin hứa sẽ tiếp tục cùng với uh, Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân Tây Ninh thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng Bộ, Chính quyền đã đề ra trong uh, nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó tập trung vào cái việc đô thị hóa các cái địa phương của tây ninh qua qua đó tạo điều kiện thu hút đầu tư các hạ tầng và các cái công các cái tiện ích công cộng như nước sạch như là xử lý rác thải xử lý nước thải ngoài ra sẽ cùng với địa phương tiếp tục thu hút đầu tư vào tây ninh tập trung vào công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi và đẩy mạnh cái thế mạnh của địa phương là du lịch. Hiện nay ở Tây Ninh có hai cái địa danh rất là nổi tiếng là tòa thánh Cao Đài và núi Bà Đen đều đã có những cái cơ sở hạ tầng rất tốt cho việc du lịch. Thì đây là tôi cho rằng là một cái cơ hội có thể tổ chức những cái hoạt động mà du lịch để thu hút người nước ngoài và trong nước đến để tạo điều kiện cho người dân Tây Ninh có thêm thu nhập. Tôi cũng sẽ dành thời gian gặp gỡ cử tri lắng nghe các ý kiến của cử tri quan tâm đến các vấn đề của cử tri để giải quyết, góp phần giải quyết những cái vấn đề mà nguyện vọng chính đáng của người dân ở Tây Ninh. Tôi tin tưởng rằng là nếu được bầu tôi sẽ làm tốt những nhiệm vụ trên.